Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong Thủy Lộc Phát. Ông bà ta thường nói cái răng, cái tóc là góc con người. Vì thế, hàm răng không đơn thuần là để làm đẹp cho khuôn mặt, mà nó còn nói lên tính cách của một người. Từ xa xưa đến nay, hàm răng và nụ cười vẫn luôn là những tiêu chuẩn không thể thiếu về mặt thẩm mỹ. Răng không chỉ đảm nhận chức năng nhai thức ăn mà nó còn ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ ở một người. Song, dựa vào hình dáng, độ nghiêng, độ lệch của chiếc răng mà dự đoán phần nào về tính cách, vận mệnh ở tương lai. Đặc biệt, răng khểnh là đặc điểm nhận biết một người mà không phải ai cũng sở hữu. Răng khểnh thực chất là chiếc răng nanh số 3 trên cung hàm, nhưng chúng không được mọc thẳng đều với các răng khác mà bị mọc lệch ra ngoài khỏi cung hàm. Trong quá trình thay răng, các răng vĩnh viễn mọc sai lệch, tại các vị trí răng nanh cũng mọc sai lệch, thậm chí là nằm hẳn ở phía ngoài cung hàm. Đa số các trường hợp có răng khểnh đều là răng khểnh một bên, nhưng cũng có trường hợp mọc hai răng khểnh. Điều này tùy thuộc vào cấu trúc cung hàm của từng người và mức độ lệch lạc của mầm răng vĩnh viễn. Được tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong hội phong thủy và tâm linh Việt, hôm nay Phong Thủy Lộc Phát sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn coi răng khểnh để biết mệnh giàu sang. Trên khuôn mặt, chiếc răng khểnh luôn làm cho nụ cười của người phụ nữ trở nên duyên dáng và đáng yêu hơn. Ngoài ra còn một vài điều thú vị còn ẩn giấu trong chiếc răng này nữa. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung video ngay sau đây để biết thêm chi tiết. Trong nhân tướng học, con gái có chiếc răng khểnh giống như một chiếc bình giữ nhiệt, trong ấm ngoài lạnh, không biết bày tỏ cảm xúc của mình. Vì vậy nên bị hạn chế khá nhiều trong giao tiếp. Tuy nhiên, nếu chiếc răng nanh có hình quá nhọn và gần cửa miệng thì cô gái này rất có khả năng chọc giận người khác bởi lối ăn nói không phân biệt trái phải. Rất dễ gây thù chô oán với mọi người xung quanh, dẫn đến vận tình cảm không được tốt đẹp. Con gái răng khểnh đôi khi thường ấp úng hay đang nghi, suy nghĩ lại có thông minh hơn người. Những người như vậy thường hợp với nam cung kim ngưu, như vậy thì hai bên có thể bù đắp cho nhau những phần còn thiếu sót, tạo dựa một gia đình gắn bó và chặt chẽ. Đặc điểm nhận biết răng khểnh. Răng khểnh là chiếc răng bị mọc lệch so với cung hàm, thường răng khểnh sẽ có chiều dài cao hơn so với những chiếc răng còn lại. Sau đó chiếc răng này luôn mọc lệch ra phía bên ngoài, giúp người sở hữu có một nụ cười duyên dáng và quyến rũ hơn. Thông thường một người sẽ có từ 1 đến 2 chiếc răng khểnh, tuy nhiên không phải ai cũng sở hữu được. Răng khểnh thường xuất hiện ở độ tuổi từ 12 cho đến 15 tuổi. Chiếc răng này được thay thế bởi răng sữa và tồn tại vĩnh viễn theo thời gian. Tuy nhiên trên thực tế là răng khểnh không có chức năng gì hết so với cung hàm. Chiếc răng này hình thành chỉ mang tính chất thẩm mỹ, tạo nét đẹp duyên dáng trên nụ cười của người sở hữu. Bởi thế đa phần người sở hữu răng khểnh khá tự tin khoe nụ cười của mình. Đặc biệt, người có răng khểnh có vận mệnh khá may mắn, luôn được mọi người xung quanh yêu mến. Răng khểnh trong tướng số nói lên điều gì? Răng khểnh thường đem lại nét tự nhiên, duyên dáng cho người sở hữu. Mỗi khi nở nụ cười, người có răng khểnh sẽ cảm thấy tự tin và thoải mái trong giao tiếp. Có thể nói là một nụ cười thân thiện, tình cảm, giúp cuộc nói chuyện trở nên gắn bó và thân thiết hơn. Theo tử vi tướng số thì vận mệnh của mỗi người hoàn toàn khác nhau. Răng không chỉ đảm nhận nhai thức ăn mà nó còn phản ánh phần nào tính cách, vận mệnh tương lai. Thông thường, người sở hữu 1 đến 2 răng khểnh có cuộc đời khá êm ấm, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Trong các mối quan hệ, luôn được nhiều người xung quanh yêu quý. Và đặc biệt trong thời gian này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề tử vi, phong thủy, tướng số và các vấn đề tâm linh mà quý vị đang gặp phải. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý vị hãy liên hệ trực tiếp tới đội ngũ trợ lý của thầy. Đội ngũ trợ lý sẽ sắp xếp cho quý vị được gặp thầy trong thời gian sớm nhất. Con trai có răng khểnh có ý nghĩa gì? Những người con trai có một chiếc răng khểnh bên trái hoặc bên phải luôn có tính cách khá hoạt bát và nhanh nhẹn, lúc nào cũng hòa đồng và thân thiện với mọi người xung quanh, sống rất lương thiện, bao dung và độ lượng. Song đó, những người con trai có một chiếc giang khểnh thường rất siêng năng và chịu khó, luôn đặt mục tiêu rõ ràng cho bản thân, lập kế hoạch và từng bước tiến đến thành công. Trong công việc, người này luôn cố gắng hết mình, tập trung 100% năng lực để hoàn thành công việc được giao. Người này luôn phân định rõ ràng, chơi, làm ra làm. Chính vì điều này mà làm vận mệnh tương lai vô cùng may mắn và thành công. Sau đó, nụ cười đi kèm chiếc giang khểnh khiến bao người say đắm, chết mệt. Trong các mối quan hệ, luôn được mọi người xung quanh yêu thương và quý mến. Nhất là trong tình yêu, luôn được các nàng săn đón và vốn tính khá là nghiêm chỉnh trong tình yêu. Người này không quá dễ dãi trong một mối quan hệ tình cảm yêu đương. Tuy nhiên, khi được một chàng trai sở hữu một chiếc giang khểnh quan tâm thì bạn là người quá may mắn, bởi chàng trai này cực kỳ tâm lý, luôn quan tâm và biết cách chăm sóc người khác. Ngược lại, người con trai có hai giang khểnh lại sống phóng khoáng hơn, thích trêu hoa ghẹo người, thích vui chơi nhiều hơn là làm việc. Vận mệnh có phần thua kém người một giang khểnh, tuy nhiên đổi lại nụ cười tươi tắn giúp các mối quan hệ trong giao tiếp ngày càng thân thiết và gắn bó hơn. Con gái có giang khểnh thì sao? Người con gái sở hữu một chiếc giang khểnh bên trái hoặc bên phải thường có nụ cười khá tươi tắn và quyến rũ. Theo nhận xét của người này thì đây là một người con gái khá nhanh nhẹn và thông minh. Không chỉ xinh đẹp mà còn tài giỏi, thành công vượt xa ngoài tầm mong đợi. Đặc biệt, người con gái này rất giỏi trong việc thu xếp ổn thỏa cả việc trong lẫn việc ngoài xã hội. Lấy được người con gái này làm vợ thì quả thật là may mắn. Những người con gái sở hữu một chiếc giang khểnh có tính cách ngoài lạnh trong nóng. Mặc dù bề ngoài khá lạnh lùng, có chút nguyên tắc, nhưng bên trong sống rất tình cảm và lương thiện. Người này mặc dù ít nói nhưng hay bày tỏ cảm xúc, chia sẻ, đồng cảm với những người bên cạnh. Sau đó, về tình duyên, họ lại chịu nhiều lận đận, đúng như câu nói, hồng nhan bạc vận. Sau đó, người con gái sở hữu hai chiếc giang khểnh lại khá may mắn trong chuyện tình duyên. Trong các mối quan hệ, người này luôn được những người bên cạnh quan tâm và chăm sóc, nhất là người chồng, người bạn đời rất yêu thương và quan tâm. Làm việc gì cũng được người bạn đời chăm lo từng chút một, sống một cuộc sống êm ấm, hạnh phúc viên mãn. Giang khểnh cười sao cho đẹp và duyên dáng. Một nụ cười đẹp sẽ tạo được một ấn tượng tốt ngay từ lần đầu gặp gỡ. Chính vì vậy, nhiều người sở hữu giang khểnh đã băn khoăn, giang khểnh cười sao cho đẹp. Để có được một nụ cười đẹp, bạn cũng cần luyện tập mỗi ngày. Hãy cười một cách tự nhiên nhất, không gượng ngạo. Dù bạn sở hữu giang khểnh hay bất kỳ loại giang nào thì nụ cười đẹp vẫn là nụ cười tự tin. Nụ cười đó xuất phát từ chính tâm thật cùng với những tình cảm tự nhiên trên khuôn mặt của bạn. Ngoài ra, bạn cũng có thể lưu ý là cười ở mức độ vừa phải để khoe được giang khểnh, không cười lớn quá để tránh hở lợi quá nhiều. Trên đây là một số lưu ý giang khểnh cười sao cho đẹp giúp các bạn nữ duyên dáng và tự tin hơn. Tuy nhiên, để đánh giá giang khểnh đẹp hay xấu, giang khểnh bên nào đẹp thì cần xem xét từ nhiều yếu tố khác nhau như gương mặt của mỗi người, hình dáng giang khểnh và tổng thể khuôn hàm. Giang khểnh có nên niềng không? Cũng giống với các giang khác, giang nanh đảm bảo chức năng nhai, quan trọng là cắn xé thức ăn, giúp giảm gánh nặng cho các giang cửa. Nhưng khi giang nanh mọc lệch thành giang khểnh thì nó lại giảm sức ăn nhai đáng kể. Trong nhiều trường hợp, giang khểnh tạo nên nếp duyên dáng trên khuôn mặt, nhưng cũng không ít trường hợp giang khểnh làm sai khớp cắn. Đối với chiếc giang khểnh mọc chếch quá cao hoặc mọc hai giang khểnh thì hầu hết không giúp nụ cười đẹp hơn mà gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của răng miệng. Nguy cơ cao là mắc các bệnh về tâm lý như sâu răng, viêm nướu. Do đó, xét theo y học thì các bác sĩ khuyến cáo nên niềng răng khểnh để cải thiện khớp cắn, ngăn ngừa các bệnh răng miệng có nguy cơ làm hỏng răng. Các anh chị đang sở hữu cho mình một chiếc răng khểnh duyên dáng nào không? Qua video trên về chia sẻ răng khểnh trong tướng số thì hy vọng đã có câu trả lời để mọi người hiểu được vận may tốt xấu ra sao rồi phải không? Răng không chỉ có chức năng nhai thức ăn mà nó còn đem lại một thẩm mỹ cho con người. Song đó dựa vào hình dáng, độ nghiêng, độ lệch của chiếc răng mà dự đoán được phần nào tính cách, vận mệnh tương lai. Nhưng thực tế, răng khểnh không có chức năng gì hết so với răng hàm. Nó chỉ đem lại vẻ xinh xắn cho người sở hữu. Nếu anh chị chưa được may mắn, xin hãy đặt cuộc hẹn đến gặp ngay thầy Gia Cát để được giải quyết những vấn đề mà mình đang gặp phải. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật liên tục những thông tin bổ ích này nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo của chương trình.